Chào các bạn đã đến tới kênh vi tính Trịnh Hồng Đa. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái máy laptop cũ, laptop Dell cũ nhưng mà còn rất là tốt để cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như giáo viên và cán bộ làm công tác văn phòng sử dụng nha các bạn. Đây là một chiếc laptop Dell. Bạn thấy rất là mỏng gọn. Đây là Dell E5530 nha các bạn. Một hồi mình sẽ cho các bạn coi cấu hình cụ thể của chiếc máy này. Thì nhìn bên ngoài các bạn thấy là rất là mỏng, rất đẹp nè. Máy cũ nhưng còn rất là ngon nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bàn phím ra cho các bạn xem. Đây, bàn phím của nó đây các bạn. Mình bấm cảm giác nó cũng tương đối là ok nha các bạn. Cũng êm tai lắm. Thúc bát thì rất là êm. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem cấu hình máy cũng như mình test sơ qua về việc quét và pin cho các bạn xem. Rồi, chúng ta bắt đầu nè. Let's go. Bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn xem nha. Đây, mình bật nguồn đây. Đây là cái máy thực tế ở tiệm mình nha các bạn, mình quay bằng điện thoại thôi. Nên này là rất là chân thực luôn. Không có qua đó các bạn thấy không? Mình khởi động máy chưa có kịp nói xong máy nó khởi động lên rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ test cấu hình cho các bạn xem nè. Rồi. Mình vào lệnh DSDX nha các bạn. DSDX. Rồi. Rồi, các bạn xem cấu hình nè, mình sẽ zoom lên cho các bạn xem cấu hình nè. Đây là cái máy sử dụng Windows 10 64 bit. Hãng Dell nha các bạn. Đây là 5442. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình quên cái mã, mình đọc cái mã cái máy hôm trước mình bán cho khách. Mình đọc nhầm máy mã đó các bạn. Mã máy này là Dell 5442 nha các bạn. Core i5 thế hệ thứ tư nha các bạn. 4 CPU. RAM là 4GB. Rồi. Tiếp tục mình sẽ cho các bạn xem cái ổ cứng. Mình dùng lệnh dismantle. Rồi, ổ cứng của nó là 120GB nha các bạn. Ở đây là 120GB. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thời lượng pin nè. Đây các bạn, 4 giờ 43 phút. 98%. Như vậy là pin cầm khá tốt nha các bạn. Ở đây máy nó đo được là 4 giờ 43 phút. Nhưng mà mới chỉ 98% thôi. Như khoảng 5 giờ nha các bạn. Mình không biết khi sử dụng thực tế thì bao nhiêu nhưng máy đo rất là tốt rồi. Thì máy đo cũng tương đối là chính xác nên các bạn yên tâm pin cũng được vài tiếng đó. Rồi wifi đây mình đã đăng nhập vào cái wifi của nhà mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở trình duyệt cho các bạn xem. Rồi nghe nhạc thử nha, mình vô YouTube nghe nhạc thử. youtube.com. Rồi. Vào cái kênh của mình nè. Kênh mình để test nhạc nè, kênh âm nhạc 87 luôn. Test nhạc thử nè. Rồi mình thử một cú Boligo nè. Đó. Loa quá ư là ok các bạn. Các bạn nghe không? Bass chép. Rất hay. Rồi bây giờ mình thử một bài nhạc remix nha các bạn.
Rồi, thử vài remix này đi. Cũng rất hay nha các bạn. Nhạc quá ok. Âm thanh như là quá ok rồi. Bây giờ mình thử lướt qua bài khác nữa xem nào. Đấy. Đấy các bạn thấy lướt rất là mượt. Rất mượt các bạn. Rồi. À, mình thử mở quạt coi nó nhanh không các bạn. Rồi. Như vậy là quá mượt các bạn. À, như vậy là đánh giá sơ qua về cái máy này thì mình thấy sao mình review nhanh đó. Thì máy này rất là nhanh. Chạy rất là nhanh, rất là mạnh. À, rất đẹp. Mỏng đẹp luôn các bạn. À, máy này thì giáo viên, học sinh, sinh viên thì dùng để học thì quá tốt rồi. Pin cũng cầm. Nghe nhạc cũng hay, lướt web cũng tốt. Thế thì không còn cái gì phải chê nữa các bạn. Như vậy thì bạn nào cần mua máy giống như thế này thì các bạn liên hệ mình nha. Cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ liên hệ thì mình để ở phần miêu tả video các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.